chào mừng mọi người đến với kênh Bill Sunny. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo Bill trở về miền Tây Nam Bộ để tìm hiểu về đời sống của người miền Tây nhé. Đây là những hình ảnh mà Bill cứ nhớ mãi, những lần mà Bill đi quay ở miền Tây Nam Bộ. Nó tạo cho Bill rất nhiều kỷ niệm đối với người miền Tây, và đặc biệt Bill cũng là người miền Tây nha mọi người. Và đây là gia đình của dì Năm. Bill còn nhớ đây chính là cái thời gian mà Bill trở về nhà dì Năm để review đám cưới miền Tây vào lúc 11 giờ đêm. Mọi người chào đón rất là nhiệt tình. Và do đặc thù của miền Tây Nam Bộ có rất nhiều sông ngòi, cho nên có người miền Tây đã biết tận dụng những thiên nhiên ưu đãi để tạo dựng cho mình những cái nghề như là chài cá trên sông. Và cứ mỗi ngày là vợ chồng anh Nhiều vẫn chăm chỉ làm việc trên sông để cào cá, để chài cá với những cái mẻ cá thật tươi ngon để phục vụ cho bà con. Và mỗi lần mà thu hoạch xong những cái mẻ cá ngon là chị Nhiều lúc nào cũng làm cho thật sạch sẽ để phục vụ cho bà con trên bờ. Đây là những cái mẻ cá, con cá phèn, và đây là những cái tép sông. Và người miền Tây lúc nào cũng thật tình, chất phác và luôn giúp đỡ những người khác. Ở trên mạng người ta nói là ở bãi biển nào? Dạ ở đây ạ, người ta chỉ ở đây. Đây là cây nào đâu, còn là cây đó. Có hai cây đứng đó, cô đơn, đâu như đâu có cây nào nữa. Dạ. Dạ, nhìn tả đâu còn cây nào nữa đâu. Dạ. Chú dòm, chú thấy không? Dòm trong cái màn ảnh. Dạ, quay lại, quay lại chắc đi nữa, được nữa. Mặt lại vừa lú lên đó, dạ. Biển vô lại chấm vô, cái cây này đẹp mà cứ. Dạ. Dạ, lấy cái cạn, cái thì thấy đá cây lộn, chắc nó biển vô mặt trời luôn. Đã lắm, đẹp, cái cảnh nào đẹp lắm trời. Dạ. Chỉ biết vậy thôi, chứ ngoài đó ở đây dân thôn quê làm tao thiệt tình lắm. Dạ. Thật là sống ở quê mình ở đây qua cái khu này thôi. Dạ đúng rồi. Ở đây chạy đâu thử thì em chạy xe từ đây nè, bên trên học có cái cây nào mà bây giờ là nếu muốn đi tiếp về hơn. Đây nè, đi ra đây có cái cống, hoàng cống thả vô đường này đi lên trên. Dạ. Đó là cũng cái qua kinh này. Đi ra nó bắt lòng cầu nè. Dạ. Cầu nè, nó bắt lòng cầu rồi đi qua không được. Đi vòng tới cái cầu qua đi ngược trở lại đây đi cứ cặp bờ biển đi lên. Dạ. Biển ở đây là cống địch bùng, còn lúc lên trển là ta kêu ở bãi biển Tân Thành. Dạ. Yeah. Ở trên đó cũng đi ra có bãi biển vậy, nó cần bà kè vậy nè em chạy. Thẳng lúc lên trển đường nó ngon lắm. Dạ. Yeah. Rồi cứ đi thoải mái đi rồi bà con ta hỏi thăm. Và trong một lần Bill có cơ hội để trở về Gò Công để đi tìm một cây rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, đó là cây cô đơn. Thì trong quá trình mà Bill đi tìm thì Bill gặp được những chú ở địa phương này, người ta chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Và ngoài việc chỉ dẫn ra, người ta còn hỏi thăm và chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống, tạo cho mình cái cảm giác rất là gần gũi. Và cuối cùng, bởi vì sự nhiệt tình của các chú đã giúp cho Bill tìm được một cái cây cô đơn. Đây là một cái quang cảnh của Gò Công. Chúng ta thấy nè, rất là đẹp. Và nói về miền Tây thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những cái quang cảnh. Ở đây là một cái biển mà chỉ chuyên phục vụ những cái hải sản và nuôi trồng hải sản, để mà giúp cho bà con miền Tây mình có một cái cuộc sống được tốt hơn. Và đây chính là ruộng nghêu. Chúng ta thấy nè, quang cảnh rất là đẹp, tuyệt vời. Và khi nói về miền Tây thì chúng ta không thể nào không nhắc đến với những người con gái miền Tây rất là thướt tha trong những cái chiếc áo dài. Đây là một cái nét rất là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Với những người con gái miền Tây có một cái nét đẹp rất là nhẹ nhàng và thanh tao.
Việt Nam chúng ta ba miền Bắc Trung Nam, thì những người con gái ai ai cũng đẹp và những người con gái vùng miền nào cũng đẹp. Tuy nhiên, trong cái video clip ngày hôm nay, Bill đặc biệt nói về người con gái miền Tây hơn một tí xíu. Thì đối với những người con gái miền Tây, rất nổi tiếng với những cái nét đẹp rất là thanh tao và mộc mạc, nhẹ nhàng, với những cái nụ cười có thể cuốn hút những người du khách khi mà viếng thăm miền Tây Nam Bộ. Và chúng ta có bao giờ tự hỏi rằng tính cách của người miền Tây Nam Bộ như thế nào không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Ông bà xưa có câu, bán bà con xa, mua láng giềng gần. Và đây chính là câu nói cửa miệng của những con người ở đây để nói lên rằng họ luôn sống cho nhau, sống cho bạn bè, sống cho những người đang sống xung quanh họ. Cho nên, đôi lúc khi có bạn bè đến chơi hay là khách đến nhà, thì dù gia cảnh họ có bần hàn, có khó khăn đến đâu đi nữa, thì họ vẫn cố gắng chiêu đãi bạn và chiêu đãi khách cho thật tươm tất nhất. Bình thường á, thì họ có thể ăn cơm sao cũng được, ăn rất là đơn giản và ăn những cái gì có thể xung quanh họ trồng rau hay là như thế nào đó. Tuy nhiên, khi mà có khách tới thì thật sự đối với họ, những cái gì mà họ quý giá nhất và cảm thấy là ngon nhất thì họ vẫn đem ra để mà chiêu đãi chúng ta. Và đó chính là sự thật. Và nếu như ai đã có cơ hội để trở về miền Tây và viếng thăm gia đình bạn bè vân vân, thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đã từng gặp như thế. Dù nghèo đến đâu, nhưng mà khi có khách hay là bạn bè đến chơi thì họ vẫn luôn tâm niệm rằng nghèo thì nghèo, tiếp bạn thật chu đáo và ân cần cái đã. Còn đối với họ, tiền bạc không có xá gì cả, quan trọng nhất vẫn là nhân nghĩa. Và song song đó, họ vẫn luôn tin rằng nếu sống có tình nghĩa thì khó khăn nào họ cũng chịu được, gian khổ mấy họ vẫn sẵn sàng chấp nhận. Và một đặc điểm nữa đi liền với tính cách của người miền Tây Nam Bộ, đó là họ luôn giữ lời hứa. Họ đã nói giúp chúng ta và họ thực hiện lời hứa đó đúng như những gì họ nói. Và miền Tây Nam Bộ rất nổi tiếng, có rất nhiều cái món ăn đặc trưng. Và đây là cái món mà chúng ta thấy đây rất là phổ biến ở miền Tây Nam Bộ. Không những miền Tây Nam Bộ mà cả Việt Nam chúng ta rất là ưa chuộng, đó là món khổ hoa dồn thịt. Chúng ta thấy đây, những người phụ nữ miền Tây rất là khéo léo trong việc mà chế biến các món ăn. Và ngoài ra, miền Tây Nam Bộ rất nổi tiếng với những quang cảnh mà chúng ta thấy có một cái nét đặc trưng riêng của Nam Bộ. Thí dụ như là một buổi sáng bình minh, hoặc một buổi chiều tà khi mọi người đi về từ Đồng Áng. Và tất cả những hình ảnh đó vẫn luôn in sâu đậm trong lòng những ai là người con của miền Tây Nam Bộ, với những hình ảnh của người mẹ, người cha sớm hôm tảo tần trên Đồng Áng. Và những ký ức đó họ sẽ không bao giờ quên được cho dù họ xa xứ đi đâu nữa. Và tiếp theo, Bill xin giới thiệu một cái nét văn hóa rất độc đáo của miền Tây Nam Bộ, đó chính là hát môi, hát lớp. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé. Ngày nay mà biết được cô liền đi trao duyên, ngồi đây cô hát chuyện điên, xin con đừng có nói chi chuyện này. Nguyện trên cha cả mẹ thầy, đâu cho mà con trẻ đủ đầy cây thiện tâm. Tuy rằng con ở xa xăm, nhưng mà gặp con trẻ cô đây mến thương tình. Về gia mà thiếm đáo của mình để vui, vui rồi cô khóc cô cười. Người đời mà mai mía cho rằng cái cô điên, điên mà biết nghĩa biết nhân, biết tình cô cháu mà thương nhau cái đậm đà. Vậy chứ nó sợ tôi hả? Dạ, dạ. Đẹp
trong cái đoạn video clip vừa rồi chúng ta thấy cô Bảy hát môi hát lớp rất là hay. Và cô là một nghệ sĩ chuyên hát môi hát lớp trong các đám tiệc của miền Tây Nam Bộ. Và trong ngày hôm nay Bill cũng có cơ hội để nhắc lại về những cái ký ức về đám giỗ miền Tây. Các bạn có biết không, đám giỗ miền Tây là một cái phong tục có lâu đời của người Việt Nam nói chung và miền Tây nói riêng, được truyền từ đời này sang đời khác. Và nhân gian có câu rằng, anh chết 3 năm sống lại 1 giờ để xem người Ngọc Phụng thờ ra sao. Thì thật sự cái câu nói này mang hàm ý rất là khi đến ngày đến tháng ông bà qua đời thì con cháu sẽ tiến hành làm đám giỗ. Còn có một cái cách gọi khác đó chính là đám cúng cơm. Thì đây cũng là một cái dịp để con cháu sum vầy để tưởng nhớ những người thân mình đã mất. Và trong cái đám giỗ nào thì người miền Tây vẫn thích nhất đó là công đoạn là nấu bánh. Và trong cái video clip này Bill thu hình đó là nấu bánh ít. Bánh ít gồm có hai loại nhân, đó là nhân dừa và nhân đậu xanh. Và Bill vẫn nhớ mãi những lần mà Bill đi review về đám cưới miền Tây hoặc là đám giỗ miền Tây thì thích nhất những cái phần mà đây gọi là mâm phá cổ. Thì mâm phá cổ có nghĩa là gia chủ sẽ chuẩn bị hết tất cả các món để chiêu đãi khách trên một cái gián ngựa. Đây chúng ta gọi là cái gián ngựa. Và các bạn thấy đó, một cái quy trình để chuẩn bị một cái đám giỗ miền Tây nó rất là công phu và rất là vui. Và nếu như ai đã có dịp về miền Tây ăn đám giỗ rồi thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ không bao giờ quên. Và tiếp theo, tôi xin giới thiệu về văn hóa cưới của miền Tây Nam Bộ. Chúng ta thấy nè, những cái khung cảnh của miền Tây nó rất là đặc trưng. Ở miền Tây vẫn còn rất là nổi tiếng với những cái hình ảnh đám cưới rất là mộc mạc chân tình. Và có một cái nét đặc trưng mà không có nơi nào có được. Chúng ta thấy đây, đây là một cái quang cảnh rước dâu trên đường đê. Đây chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Và có rất nhiều ký ức của một cái đám cưới xưa tại miền Tây Nam Bộ. Và đám cưới miền Tây là một cái nét văn hóa rất là độc đáo và vẫn còn lưu truyền từ đời này sang đời khác. Khi mà nhìn lại những hình ảnh này, thật sự thì Bill vẫn nhớ rất nhiều kỷ niệm. Đây là một cái đám cưới mà Bill rất là ấn tượng. Đó là chú rể phải vào tận trong nhà cô dâu để rước cô dâu ra ngoài lỗ cái. Và có một cái quãng đường cũng tương đối ngắn thôi, là chúng ta phải đi bộ là 3 km. Một cái quãng đường 3 km như vậy, mọi người đi rất là mệt nhưng mà thật sự rất là vui. Và thêm một cái kỷ niệm nữa mà Bill không bao giờ quên được, đó là trong một lần Bill trở về thành phố của Bến Tre để thu hình về cái ngày đám hỏi. Đây là chính là cái ngày mà đi hỏi vợ cho chú rể. Mà thời gian này miền Nam chúng ta là mưa gió lũ lụt, và chúng ta thấy mọi người ai nấy cũng sắn quần áo dài lên để mà vào trong nhà cô dâu. Và tiếp theo mọi người hãy cùng Bill để tìm hiểu về đời sống của người miền Tây Nam Bộ tại các chợ nha, rất là vui. Lính mới. Chợ miền Tây cũng là một cái nét văn hóa độc đáo của Nam Bộ, cùng với những cái câu chuyện cười của người dân trong cuộc sống hàng ngày đã tạo nên một cái cuộc sống hết sức là bình dị. Thì đối với Bill, đến với miền Tây, các bạn không chỉ có thể cảm nhận được con người miền Tây dễ mến, đặc sản miền Tây phong phú, mà còn sẽ có những cái nhìn toàn diện hơn về nơi giao thoa của ba nền văn hóa, đó là văn hóa Chăm Ba, văn hóa Khmer và văn hóa Việt Nam. Miền Tây hay còn được gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh, được bao phủ bởi một vùng sông nước rộng lớn như là sông Mekong, sông Tiền v.v. phù sa màu mỡ quanh năm. Và chính vì cái điều kiện khí hậu thuận lợi như vậy đã ưu đãi cho mảnh đất với những sản vật đặc sắc và ruộng lúa vì nhiêu. Con người miền Tây không màu mè, không khoa trương, họ chỉ làm những hành động nhỏ thôi,
nhưng có thể khiến bạn lưu luyến không muốn rời xa. Trong cái video clip này có thể chưa nói trọn vẹn về người miền Tây, xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip sau. Và Bill xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người hãy nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Mình là Bill Simi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.